Ở cái chỗ này làm là nhất huyện Cẩm Khê mà. Vâng. Đấy. Đấy, người ta đồn thế hả bác? Người ta ca ngợi thế mà. Ở trên này coi như là đồn nhiều nhưng mà nó đi tham khảo khắp, nhưng mà về chỗ cơ sở của nhà mày thì Dạ nghe vâng. thường là chuẩn là Dạ vâng. Đây hiện tại là bên cơ sở gỗ Tùng Tám vừa lắp đặt cho gia đình nhà bác Bảo đây. Đấy, anh tên là gì anh? Anh Tuấn à. Đây chúng mình gọi là khu gì Hương Lung. Số 2. Số 2 Hương Lung à. Đấy, lắp đặt cho bác Bảo và anh Tuấn đây mọi người nhé. Hiện tại là khu số 2 Hương Lung. Một bộ sập thờ mai điểu gỗ mít ta chân 24. Đấy, hôm trước thì là bác Bảo cũng như là anh đã xuống trực tiếp cơ sở gỗ Tùng Tám xem và ký duyệt phần mộc rồi. Hôm nay là bên cơ sở chúng tôi hoàn thiện là lắp đặt và bàn giao cho gia đình bác đây. Đấy, quá trình chúng tôi lắp đặt đây quý vị nhé. Đấy. Chiếc sập thờ này có kích thước chân 24, đấy, chiều ngang 2m17, cao 1m17 và sâu 107. Đấy, được đục chạm theo mẫu sập mai điểu. Đấy. Dạ đục chạm thủ công bằng tay. 100% chất liệu của Mita, bác và anh đã xem phần mộc rồi. Ok, hôm nay chúng tôi bàn giao đây. Đó, quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ bên cơ sở gỗ Tùng Tám theo hai số điện thoại trên màn hình nha.